Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về một vài thông số của máy chạy tay Inac KS370. Trước tiên ta treo biển đang sửa chữa bảo dưỡng trước cửa nhà vệ sinh. Đây là máy chạy tay Inac KS370. Máy sử dụng nguồn điện xoay chiều 220V và tần số là 50-60Hz. Công suất của máy là 1070W. Máy có trọng lượng là 3,6 kg. Chiều dài của máy là 306mm. Chiều rộng của máy là 255mm. Và chiều cao của máy là 182mm. Máy sử dụng bộ gia nhiệt bằng cuộn dây. Động cơ của máy sử dụng là động cơ cảm ứng có tụ. Đây là động cơ của máy. Và đây là bộ điều khiển của máy. Đây là cảm biến của máy. Khoảng cách từ cảm biến để có thể sử dụng được là tối đa là 20cm. Đặc tính bên trong của thiết bị. Thiết bị được điều khiển nhờ một cái bo của máy điều khiển tất cả các tính năng của máy. Máy được thiết kế tự động điều khiển khí nóng. Máy có thể làm khô tay bị ướt nhờ bộ phận cảm biến hồng ngoại. Main bo của máy có thể điều khiển cho máy hoạt động và sẽ không cho máy hoạt động liên tục. Nếu ta giữ tay vào đây quá 90 giây máy sẽ tự động ngắt nhờ bộ phận điều khiển của máy, đảm bảo an toàn cho thiết bị. Tôi vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về một vài thông số kỹ thuật của máy sấy tay Inac KS370. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.